Ngày 6 tháng 9 năm 2017, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một tàu hàng chở theo 800 tấn bã xít là chất thải được sinh ra trong quá trình khai thác than trên khu vực biển Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 30 ngày 4 tháng 9, lực lượng thuộc Cơ quan Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã phát hiện và kiểm tra tàu hàng thủy nội địa mang số hiệu HD1604 có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, tàu HD1604 có trọng tải 768 tấn thuộc một doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương. Ngoài ra, tàu còn chở quá tải trọng cho phép và thuyền viên không có bằng, máy trưởng. Theo các thuyền viên, số bã xít này đang được tàu HD1604 chở từ Quảng Ninh về Hải Dương. Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng hóa trên tàu, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.